Thôi anh cắt, anh cắt. Bây giờ sao, biết nói hả? Đi coi hả? Ở đây con đi. Này mất chay hết rồi. Chay đó. Đi. Đỡ cho nó đi con chút đi. Đi coi là phải mang tiền đi mua vé đó. Để cho nó đi chút đi, bây giờ không biết làm đâu. Rồi cái này mà cái chay đó, cái chay đó. Ủa mang cho đi không được kìa. Mua vé. Cái chay đó. Này làm món chay hết vậy? Cháu làm ruộng ràng.